Doraemon tập 831 phần 1 bác sĩ Zaien. Trời thanh mấy cuốn gió rì rào, Zaien vui vẻ mang bát đồ ăn ra cho Muku, nhưng có vẻ nó không được khỏe thì phải, Zaien tá hỏa không cầm nổi bát đồ ăn nữa. Cậu ta lo lắng chạy lại hỏi thăm Muku có mần răng không, có vẻ tình hình này không ổn rồi ông giáo ạ. Zaien hốt hoảng đập cửa bác sĩ thú y trong đêm, bác sĩ ngay lập tức vào việc. Muku thì vẫn nằm mệt mỏi trên giường. Sau khi bác sĩ thực hiện những biện pháp nghiệp vụ, nhìn mặt Muku đã có vẻ bớt căng, nó đã có thể sủa giả lại Zaien. Cậu ta vui vẻ ôm lấy chú chó yêu dấu của mình. Bác sĩ ngầu đét khen cái tên của con cún thật đẹp. Zaien sáng rực mắt lên, có thể cậu ta đã bị thuyết phục trước sự ngầu khét này. Sáng ngày hôm sau, Zaien vẫn không bước ra khỏi được sự u mê. Cậu ta muốn được làm bác sĩ thú y. Shizuka thấy cậu ta mưa on board báo là mừng rồi. Zaien muốn giúp đỡ thật nhiều động vật đang gặp khó khăn, mấy đứa bạn ra sức cổ vũ, giúp đỡ động vật hay làm gì cũng được, đừng mở live show là được. Được thêm một pha ủn đít nên Zaien mạnh dạn nhờ vả hai đứa bạn, cái mồm thảo mai của Suneo đồng ý ngay và luôn, cậu ta hứa hẹn sẽ làm những gì có thể. Zaien làm gì có dây thần kinh ngại, cậu ta muốn mấy đứa bạn hãy mang những con vật bị bệnh và gặp khó khăn đến cho mình chữa bệnh. Hai đứa nghe mà không khỏi giật thột, nhưng nhìn cái mặt hớn hở của Zaien thì đố đứa nào dám bật. Hai thanh niên vạ mồm đang rõ là buồn vì chưa tìm được cách giải quyết, Suneo không biết phải trả quả nghiệp này kiểu gì. Nobita khuyên thằng bạn đừng xoắn, nhưng không xoắn sao được, nếu làm không tốt là méo mồm chứ chẳng chơi, Nobita cũng chịu thôi. Cậu liên tưởng đến việc mình và Suneo đang nằm trên thớt vì thế chú cho những con vật, đó chắc chắn là ngày tốt để năm sau được cúng cơm. Suneo nhanh chóng chạy trước để lại thằng bạn tự xử. Nobita ôm một bụng u buồn đi về nhà, Ú thì đang hớn hở ăn bánh uống trà, sẵn tiện mời Nobita cùng hưởng, nhưng Nobita không có tâm trạng nào để ăn cả. Cậu lại bật chế độ nhờ vả, cần gì tìm vì đây cũng đang có một con mèo mà. Ú không biết đầu đuôi răng tê thế nào nhưng vẫn đồng ý, chuyển cảnh Zaien đã cosplay thành một chàng bác sĩ lực điền. Cậu ta không chờ đợi được mà muốn đi chăm sóc những con vật, đối tượng đầu tiên là Doraemon. Ú có cảm giác không có lành, Nobita ở bên cổ vũ thằng bạn yên tâm, có gì mình sẽ cúng cơm đủ bữa. Zaien ngay lập tức thể hiện bộ mặt khung tàn với vũ khí lăm le trên tay, trong không gian yên tĩnh chỉ toàn là tiếng la hét của Doraemon. Sau một hồi vật vã, cuối cùng Doraemon cũng hiểu được mục tiêu mới đề ra của Zaien, cậu ta nhờ vả Ú phải thực hiện ước mơ được làm bác sĩ thú y của mình. Ú cũng chẳng dám bó tay nên quyết định lấy bảo bối ra giúp đỡ, bảo bối lần này có tên là bộ đồ bác sĩ túi tai nghe hình thú. Ú lại bắt đầu flex, dùng cái túi này thì bất kể bệnh nào cũng có thể chữa, tai nghe có thể nghe giọng nói của động vật. Chuyển cảnh Jiu Jiu đang vui vẻ chạy trên đường, Suneo thì cong đít đuổi theo, đột nhiên nó dừng lại với ánh mắt rất sợ hãi. Suneo vui mừng vì đã tóm cổ được nó, đang còn hỏi han câu chuyện thì thấy bộ ba bác sĩ mới nội đi đến. Nhìn thấy bộ ba này, Suneo sợ hãi đến nỗi không ngậm được mồm. Zaien bước đến hỏi chuyện Jiu Jiu, đầu tiên là khen cái tên của con mèo đẹp. Tiếp theo là khuôn mặt cười như nhăn với chiếc tai nghe, Jiu Jiu cảm nhận được nguy hiểm nên có chút chống cự, nó tức đến độ run lên. Với bác sĩ tay ngang như Zaien ngay lập tức chuẩn là có bệnh. Bác sĩ Zaien truyền gấp trợ lý Nobita, Nobita bước đến đeo tai nghe vào, Jiu Jiu ngay lập tức truyền thông điệp SOS, Nobita nói với Zaien rằng con mèo sắp ngất xỉu đến nơi rồi. Cậu ta lên lệnh cho Ú chuẩn bị cấp cứu gấp, vừa nói xong thì Jiu Jiu lăn đùng ra ngất xỉu, Suneo sốt hết cả ruột ôm chú mèo bảo bối của mình lên. Cậu ta xót con mèo mà lỡ mồm nói xấu Zaien, đến lúc kịp phanh mồm lại thì cũng đã muộn, vậy là Suneo ăn một trận đòn no nề. Jiu Jiu thấy chủ của mình ăn tần méo mồm thì ngay lập tức hết ngất xỉu ra bộ rất là bực tức. Zaien lại chẳng có chút nào lo lắng, cậu ta cảm thấy thật tốt khi nó đã khỏe lại. Zaien lại đến nhà Shizuka, mở đầu câu chuyện lại khen chú chim của nhỏ có cái tên đẹp. Shizuka ngay lập tức lấy lý do là nó vừa mới bỏ nhà đi rồi. Nhưng con chim không biết sợ hãi mà lại bay đến đậu lên vai của nhỏ. Zaien thấy bệnh nhân ở đây thì quá là tốt rồi. Cậu ta tính sẽ hành động ngay lập tức. Nobita lại tiểu phẩm cậu nói rằng mình đã nghe có con vật nào đó đang kêu cứu. Zaien không ngần ngại mà chạy đi, Nobita gánh được nhỏ bạn thì vui vẻ chạy theo, Shizuka thở phào nhẹ nhõm. Zaien sốt ruột hỏi Nobita bệnh nhân ở đâu, tất nhiên là cậu tìm chưa ra nên bảo thằng bạn cứ từ từ, thế là cậu chỉ đại đằng trước, thì ra có một con mèo đang cố cậy cửa. Nobita tiến đến hỏi chuyện, con mèo múa may quay cuồng thể hiện quan điểm của mình, Nobita nói rằng nó muốn mở cánh cửa to ra một tí, sau vài câu ra lệnh chỉnh đốn đội hình Nobita đã thành con ngựa. Ú đứng lên người Nobita, sau đó Ú với tay mở cánh cửa, con mèo nhảy nhẹ nhàng vào bên trong, tiếp theo đó là những tiếng động không hề lành mạnh. Con mèo nhảy ra ngoài với một con cá, còn bà gì thì nhảy ra đầy tức giận, thì ra con mèo đã xông vào nhà để ăn vụng. Hai thanh niên vội vàng xin lỗi vì mình đã nối giáo cho giặc. Zaien thì có vẻ rất hài lòng nhìn chú mèo thưởng thức món cá free, Nobita lại tìm thấy một bé na, nó lại ngáo ngơ chui vào tủ lạnh nằm. Mấy thanh niên lại bắt đầu quá trình sơ cứu của mình, Nobita và Ú tất bật ủ ấm cho nó, con thánh chỉ Zaien chị dùng cái mồm để can thiệp vào bệnh nhân. Cuối cùng bé Na cũng đã khỏe mạnh, cậu bạn cảm ơn mọi người, Zaien không mất tí sức nào thì hớn hở, còn hai thằng bạn thì mệt đứt hơi.
Tiếp theo Zayn lại cosplay thành bác sĩ mổ chính, nhìn rõ là chuyên nghiệp hoành tá tràng. Tưởng gì hóa ra là làm sạch mai cho một chú rùa, nhưng toàn thấy ú làm không chứ bác sĩ tránh gì mà bù nhìn vãi. Chú rùa đã sáng bóng còn hơn mới, cậu bạn vui vẻ cảm ơn mọi người. Zayn lại tiếp tục đọc bài cũ khen cái tên của chú rùa thật là hay. Tiếp theo đó các bác sĩ vườn lại đi làm sạch chuồng thỏ, Zayn thì vẫn đọc câu thần chú khen cái tên thật đẹp. Ú mệt mỏi mãi mới hoàn thành xong công việc, đột nhiên một chú chuột chạy đến say hello mèo ú, tưởng gì thấy chuột là ú ngay lập tức bật chế độ bất tỉnh. Zayn ra lệnh Nobita kiểm tra cho con chồn xanh lè này, tưởng gì nghe bị gọi là chồn ú ngay lập tức tỉnh dậy gào vào mặt thằng bạn. Hành nghề từ sáng đến tối Zayn vẫn đang hớn hở còn hai thằng bạn đã quá ư là mệt mỏi, Zayn cảm thấy hôm nay thật là một ngày tuyệt vời. Nobita chán ú ghê tự nhiên lại hỗ trợ Zayn làm gì để giờ mệt hết cả thân, thì ú cũng chỉ nhận lời nhờ vả của Zayn thôi, nhưng chắc chắn không nhờ được là ú ăn vả. Nobita đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu, ba đứa hớt hải chạy đi, nhưng thật kỳ lạ tiếng kêu cứu lại phát ra từ nhà của Zayn. Muku đang buồn như con chuồn chuồn nằm trong chuồng, Zayn hỏi có chuyện gì nhưng nó chẳng buồn nói, Nobita cố gắng hỏi nhưng nó cũng chẳng buồn quan tâm, ú thấy ca này hơi căng rồi đây. Zayn đột nhiên sáng dạ, cậu ta bảo mình đã biết rồi, Zayn chút bỏ áo blue trắng dẫn Muku chạy ra ngoài dạo. Zayn xin lỗi nó ghi mình đã quên mất không cho nó đi chạy rông, hai đứa bạn không ngờ Muku lại mắc tâm bệnh mắc đi chơi. Một người một chó vui đùa trên thảm cỏ, Nobita bây giờ mới cảm thấy Zayn giống một bác sĩ. Ngày hôm sau mọi người bất ngờ khi Zayn tuyên bố giải nghệ nghề bác sĩ. Nobita thấy cậu ta đã làm rất tốt công việc của mình mà, nhưng cậu ta quyết định sẽ chuyển sang cứu người thay vì động vật. Zayn lập tức tổ chức một live show chữa lành cho các bạn, mấy thanh niên thấy mà mặt mày biến dạng, mấy thanh niên hoảng hốt tháo chạy, nhưng có vẻ ca này chạy khó mà thoát.